Kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây ở ngày 6 tháng 7 năm 2019 thì ngay đây là một cái sân trường, đó là trường Đại học Humboldt Universität Berlin. Đây là một cái trường mà rất nổi tiếng ở toàn nước Đức, và đây là tại đây đã có hàng trăm sinh viên Việt Nam từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức cho đến nay, và hiện nay vẫn đã được nước Đức đào tạo và trở thành những cái cán bộ về Việt Nam công tác. Họ có những cái vị trí rất cao trong cái chính quyền Việt Nam trước và cho đến hiện nay vẫn tiếp tục như vậy. Sở dĩ chúng ta bắt đầu vụ việc ngày cái cuộc tường trình ngày hôm nay ở đây bởi vì trường Đại học Humboldt Universität cũng là nơi đào tạo ra rất nhiều những cái cán bộ an ninh, cán bộ cảnh sát của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những cái thời kỳ khi nước Cộng hòa Dân chủ Đức hợp tác với Việt Nam và đã đưa sang đây, Việt Nam đã đưa sang đây rất nhiều sinh viên đang thời kỳ rất trẻ và lúc có những lúc mà đang chiến tranh với Mỹ và những nước khác thì họ cũng được đưa đây sang đây đào tạo. Và đây là trường Đại học Humboldt Universität Berlin. Trường này được thành lập vào năm 1809, cũng từ rất lâu rồi, và cái dáng cái cổ kính của nó vẫn còn đến ngày hôm nay các bạn đã chứng kiến. Và tại đây những cán bộ an ninh của Việt Nam hiện nay đang công tác tại Bộ Công an cũng đã được đào tạo. Đó là những cái người sau đó về Việt Nam công tác và họ đã được cử sang Đức để làm việc tiếp tục trong Tòa Đại sứ Việt Nam tại Berlin. Sở dĩ chúng ta bắt đầu ở đây bởi vì gần đây các bạn cũng đã biết vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 thì cái đài truyền hình trung ương VTV4 đã đưa ra một cái video clip và họ phát toàn cầu về những cái việc mà đưa thời báo trở lại cái thời gian trước khi chúng tôi đăng bài vào năm 2017. Đây là cái việc rất bất ngờ cho rất nhiều bạn đọc ở trong tại Đức và trên thế giới, bởi vì những cái bài báo của chúng tôi đăng từ năm 2017 khi mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Đức dự hội nghị G20 với vai trò là chủ tịch của APEC 2017 tại Việt Nam thì đã được bà Angela Merkel mời sang, và điều đó không có nghĩa là Việt Nam là có một cái vị trí lớn ở trên quốc tế, mà thực ra cái hội nghị APEC 2017 là hội nghị luân phiên, cho nên khi Việt Nam được đảm nhận vai trò vào năm 2017 thì những cái nước mà sang dự họ sẽ thường mời nước chủ nhà của APEC 2017 là Việt Nam sang đây để họp và để chuẩn bị cho những cái chuyến đi của những nguyên thủ quốc gia, của những cái văn minh như vậy. Và các bạn cũng đã thấy trên cái đường video này chúng tôi cũng đã để đường link rất rõ ràng về cái bài báo phát hình của VTV4 do bà Tào Thanh Xuân, trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam. Đột nhiên bà Tào Thanh Xuân đã đưa ra, đây là hình ảnh của bà Tào Thanh Xuân là trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam. Đấy, bà ta đã phát trên cho hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước được biết cái bản tin là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc. Đó là bài báo của tờ Thời báo mà chúng tôi cũng đưa cái đường link hiện nay đang để ở trong cái livestream này để các bạn có thể tự tham khảo và tự biết. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao tự nhiên VTV4 lại đưa lại cái bài báo đó để cho người dân quay lại cái thời kỳ mà Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Đấy là một câu hỏi rất hay mà chỉ có những cái người quan chức cấp cao ở Việt Nam mới có thể, một số người có thể mới hiểu được. Bởi vì các bạn phải biết rằng là sắp tới Đại hội 13 thì cái quan chức và những cái vị trí ở Việt Nam, đấy là cuộc đấu đá quyền lực rất mạnh để có những cái phe phái họ muốn đưa người của mình lên, họ muốn đưa phái người của phái khác xuống. Thì chính vì vậy mà phải có những bài báo, có những bản tin làm bất lợi cho những cái phe kia. Thì một trong những cái điều đó có lẽ là cái việc mà đài VTV4 đã được lệnh của bà Tào Thanh Xuân là đưa trở lại cái bản tin bắt cóc để cho thời báo gợi lại cái việc bắt cóc đó để cho thời báo đăng tiếp. Và đây là việc khơi lại đấy. Như vậy là có lẽ như họ khuyến khích thời báo, khuyến khích chúng tôi tiếp tục đăng và tiếp tục truyền tải những thông tin mà cái vụ bắt cóc đấy đã gây ra tại nước Đức vào ngày 23 tháng 7 2017. Cách đây không xa thì đã xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh do một nhóm khá đông mật vụ Việt Nam đột nhập vào nước Đức với dùng hộ chiếu ngoại giao để bắt cóc người. Thì cái bản tin này của đài VTV4 thì chẳng qua là gợi lại cho
cho bạn đọc trong và ngoài nước biết cái thông tin đó. Vậy ai là cái người ra lệnh bắt cóc đó? Đấy, thì đấy là cái điều mà các bạn cũng đã biết. Để trong những phiên tòa xét xử trước đây thì ông đã, những cái thông tin rất cụ thể đã ghi rằng đấy là Tổng cục 5, Tổng cục Tình báo Công an và những cái cán bộ công an đã tham gia bắt cóc cái vụ án đó. Đây các bạn thấy. Và bây giờ VTV4 lại tiếp tục đưa lại những cái thông tin đó để chúng tôi tiếp tục cung cấp cho các bạn. Thì đây là một cái, đây có thể là một cái đòn đánh là của một cái ủy viên Bộ Chính trị hoặc của một cái ai đó đã ra lệnh cho VTV4 và Tào Thanh Xuân đưa tin để Thời báo tiếp tục gợi lại những cái bản tin bắt cóc đó. Và tất nhiên các bạn cũng đã biết thì dưới VTV4 thì cái sự quản lý đó là ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, là ông Võ Văn Thưởng. Đây các bạn thấy, ông Võ Văn Thưởng thì là cái người mà quản lý toàn bộ trên 800 cơ quan báo đài, truyền hình, truyền thông ở trong nước. Khi có những cái sự việc quan trọng xảy ra thì ban tuyên giáo đều mời các đầu ngành tới Hà Nội để họp và thông báo những cái điều có thể đăng và những cái điều không thể được đăng. Thì đấy là những cái mà các bạn có lẽ cũng đã biết. Và cụ thể thường họ đã họp vào ngày thứ hai hàng tuần, đầu tuần tại Hà Nội, là tổng biên tập của các tờ báo trong nước và các đoàn thể có những cái cơ quan báo chí thì họ họp lại để họ quyết định là có đăng hay không đăng. Chính vì vậy có những cái trường hợp mà xảy ra ở Việt Nam, những cái thông tin rất quan trọng thì đã không bị được đăng, và có những cái điều mà không có cái gì cả thì họ lại đăng. Đấy, đấy là cái mà các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua. Ông Võ Văn Thưởng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, là cái người mà trực tiếp chỉ đạo việc đăng hay không đăng và của cái những cái tờ báo ví như là của VTV4 này, là do bà Tào Thanh Xuân ở dưới quyền, là bà phải làm những cái việc mà bên ban tuyên giáo yêu cầu. Đấy, thì bây giờ VTV4 đột nhiên đăng lại những bài báo của tờ Thời báo về việc là cái vụ bắt cóc, tức là cái ông Nguyễn Xuân Phúc đến G20. Thì đấy là cái việc mà rất là đặc biệt. Đấy, để cho tờ Thời báo tiếp tục đăng. Và họ đăng ở những cái hình ảnh mà các bạn cũng đã thấy. Đây là bài báo, cái bản tin của VTV4 họ đăng, họ đưa những hình ảnh của tờ báo của Đức, Thời báo DE, xong họ gạch như thế này. Thì những cái việc mà đăng như thế này, cái gạch như thế này á, thì các bạn trên mạng xã hội các bạn cũng thấy rất đơn giản. Nó giống như là những cái dư luận viên mà ai cũng có thể làm được, mà hình thức rất là rẻ tiền và ít học, để việc gạch một cái tờ báo khác đưa lên thì cứ nghĩ rằng là những cái chuyện đó là sẽ bôi nhọ người khác. Nhưng mà cái điều này thì lại có một ẩn ý khác, là để Thời báo tiếp tục đưa những thông tin là sự thật để ra thế nào về cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang G20 ở Đức ra sao, và sau đó rồi là sau 2 tuần khi ông Phúc về thì xảy ra vụ bắt cóc. Đấy, thì đấy là cái điều mà có lẽ họ nhắm tới, một số người nhắm tới là muốn Thời báo tiếp tục đăng về cái vụ này. Đấy, thì đấy là VTV4 đã gợi ra cái điều này. Đấy, thì còn tất nhiên là bài báo đó thì hiện nay chúng tôi vẫn để ở trên những cái trang của Thời báo, và hiện nay vẫn có, và đường link thì tôi có để các bạn cũng tự xem được ngay trong cái livestream này, để các bạn tự xem là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc. Và cái điều này thì tôi cũng đã nói trong cái livestream ngày hôm qua, là về cái việc mà rõ ràng là bà Thủ tướng Đức Angela Merkel là không hề có cái lịch tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc tại phủ Thủ tướng, như là bà ta tiếp ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc sang 2 ngày, hoặc là ông Thủ tướng của Singapore tiếp 1 ngày, nhưng mà không hề có lịch để tiếp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Berlin, ở tòa phủ Thủ tướng. Cái điều đó thì chứng tỏ rằng làm gì có tiếp, mà chỉ có thực tế là chỉ có gặp trong một cái phòng rất là nhỏ ở một cái khách sạn ở Atlantic Hotel, mà họ chỉ thuê có mấy trăm euro thôi vào buổi tối ngày 6 tháng 7, để bà Angela Merkel cùng với ông Phúc là gọi là trao đổi những cái công việc liên quan đến APEC 2017 tại Việt Nam. Bởi vì các bạn, đây chúng tôi xin gửi lại thông tin, như chúng các bạn đã thấy ngày hôm qua tôi đã đưa, đây là hình ảnh của cặp đó tại Hotel Atlantic. Và đây là cái cờ bên cạnh, các bạn thấy rất rõ cái cờ APEC rất rõ, rồi là cờ châu Âu, cờ Đức và một cái cờ Việt Nam. Thì tất cả các phái đoàn của các nước khi mà đến dự hội nghị G20 thì đều được bà Merkel tiếp nhanh khoảng ít phút, và họ thông báo những cái việc mà họ sẽ trao đổi trong G20, cũng như là qua cái cuộc tiếp này thì người ta cũng sẽ trao đổi việc APEC 2017 Việt Nam chuẩn bị đến đâu, chứ không phải là cuộc gặp song phương như báo VTV4 và các trang trong nước đã đăng. Bởi vì khi song phương thì các bạn phải nghĩ rằng là nếu mà song phương chỉ có cờ Đức và cờ Việt Nam là 2 cái lá cờ duy nhất mà thôi, chứ không được để cờ châu Âu và cũng không để cờ G20 như thế này. Thì cái điều đó là cái điều thông tin ở trong nước hoàn toàn là sai trái của các đài phát thanh và truyền hình, đặc biệt là VTV4 là đưa tin giả hoàn toàn.
đấy để lừa dối bạn đọc, lừa dối bà con. Thì đấy là cái điều mà các bạn nên lưu ý. Bởi vì chúng tôi nói vậy bởi vì ngay cả trong cái cuộc gặp đó thì có cả ông Thủ tướng Nhật Bản cũng đã sang, và cũng hình ảnh các bạn cũng đã thấy. Thế ông ta đến cuộc gặp đấy thì cũng như mọi như ông Thụ Phúc thôi, thì cũng có cái cờ Đức, cờ châu Âu và cờ APEC, cờ Euro, cờ G20. Đấy thì đây là cái cờ đấy rất rõ. Trong cái buổi gặp đó thì cũng trong cái thời gian đó thì bà Merkel cũng gặp ông Thủ tướng Nhật cũng thế thôi, chứ không có song phương gì cả. Đấy, thì đấy là cái điều mà báo chí Việt Nam nên đưa chân thật, sự thật, bởi vì là cái điều sự thật là sẽ tồn tại mãi mãi, không nên lừa dối người dân và không nên dùng tiền thuế của người dân để đưa tin giả, để làm cho người dân và những cái doanh nghiệp trong nước họ không biết sự thật, và khi không biết sự thật thì họ sẽ làm ăn và kinh doanh sẽ rất khó khăn và gặp cản trở, bị trừng phạt, nhiều chuyện khác nữa. Thì đấy là cái điều mà các bạn cũng đã biết. Và tất nhiên là sau khi mà VTV4 đưa lên thì họ cũng đã mời rất nhiều người khác ở Mỹ, ở Đức đến để phụ họa. Thì đây ví dụ đây là hình của ông nhà báo Vũ Hoàng Lân đấy, của Phố Buza đấy, đấy cũng là lên phát biểu thế nọ thế kia đấy, quan điểm, rồi là kiều bào đấy, thì những cái người mà những cái người này thì là những cái người rất là thân sứ quán thôi, tức là khi mà họ đến sứ quán có cái việc gì thì gọi đến thì họ sẽ đến thôi, và họ sẽ đăng tin theo cái ý của sứ quán muốn đấy. Đấy các bạn, đây là cũng là một trong những cái người mà ở Đức đây, người ta cũng thường xuyên quan chức gặp nhau ăn uống nhậu nhẹt thì cũng gặp, gọi những người lên là họ lên ngay, và họ viết, bảo viết gì là viết ngay, và bảo không cắt cái gì là cắt ngay, không được biết cái gì là không được biết đấy. Thì đấy là một số cái người mà họ cũng có cái hoạt động gọi là truyền thông ở đây. Thế nhưng mà nhiều người có cái hoạt động truyền thông nhưng mà lại không có cái thẻ báo chí, và cũng chẳng biết ngoại ngữ, không biết tiếng Đức, cũng chẳng biết tiếng Anh. Thế thì không biết là họ làm sao làm được những cái thông tin đưa ra cho cộng đồng. Như vậy là những cái thông tin đó là sẽ bị giả nhiều, bị sai rất nhiều, bởi vì là bản thân họ đã không biết ngoại ngữ rồi, không có thẻ báo chí để vào những cơ quan truyền thông, cơ quan nhà nước Đức hoặc là châu Âu để lấy tin, thì làm sao mà đăng tin và có thể đưa tin cho bạn đọc được. Thì đấy là cái điều mà rất là khó khăn đối với những người như thế này. Và như tuy vậy thì họ lại rất là thân với cả sứ quán và thân với cả cái quan chức trong nước, thì những cái cuộc viếng thăm hoặc là những cái nhậu nhẹt, bữa nhậu nhẹt khi quan chức sang, hoặc đi mua sắm, là quan chức sang đây mua sắm, thì các bạn cũng sẽ thường thấy họ xuất hiện ở trên những cuộc nhậu đó, những cái bàn nhậu đó, và đăng tin những cái gì mà quan chức trong nước muốn và sứ quán muốn. Đấy, thì đấy là những người như vậy. Và tất nhiên là họ không dám, sứ quán không dám mời thời báo vào đăng tin hoặc cho phép thời báo đăng tin, bởi vì mặc chúng tôi đang sự thật thì có lẽ là sẽ không bất lợi đối với họ, cho nên là họ muốn đăng cái sự giả thôi. Đấy, đây là những cái người mà cộng tác viên cho những cái VTV4 ở Đức. Và đấy thì cái chuyến đi của G20 đó thì các bạn cũng đã thấy là ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người mà cũng đã được bà Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp ở hội nghị G20, và đây là cái hình ảnh mà ông Phúc đã gặp ở G20 Hamburg. Và chỉ sau cuộc gặp này 2 tuần thì đã xảy ra vụ bắt cóc ở Berlin. Đấy, thì cái điều này có lẽ là VTV4 đang muốn để chúng tôi nhắc lại cái điều này. Chính vì vậy mà VTV4 đã đưa cái thông tin ra để cho chúng tôi có thể nhắc lại. Đấy, thì sau cuộc gặp này 2 tuần. Bởi vì trong cuộc gặp đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc có theo như cái trong tòa án đã xử, thì họ nói rằng, những người cảnh sát Đức nói rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc khi gặp bà Angela Merkel có đưa ra một cái công văn, một cái công hàm giống như bức thư, là yêu cầu được dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước. Đấy, thì bà Merkel có nhận, đấy có nhận, nhưng mà bà ấy đang bận về cái dự hội nghị G20, bà ấy chưa kịp làm cái gì cả. Thì có lẽ Việt Nam quá sốt ruột, cho nên là chỉ sau 2 tuần thôi, có 14 ngày sau, khoảng 14 ngày sau là ngày 23. Đấy, ngày 23 tháng 7 là Việt Nam chính thức là bắt cóc luôn ông Phạm Nhân Thanh, Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Đấy, thì cái điều đấy là rất là nguy hiểm, bởi vì là nó đã vi phạm trắng trợn cái chủ quyền lãnh thổ của nước Đức, và đưa ra những cái đấy là cái bằng chứng cụ thể nhất của cái chính quyền mà luôn luôn có lấy đàn áp, lấy cái bắt bớ là hàng đầu. Thì đấy là ông, sau đó là ông Trịnh Xuân Thanh đây là ông đã bị bắt cóc về Việt Nam. Và đấy, đây là hình ảnh như vậy. Và khi ông Phúc, Nguyễn Xuân Phúc sang ấy, thì có những cái tờ báo ở tại Đức thì họ đã đưa cái thông tin rất hay, đó là việc mà không hiểu tại sao lần này sang Đức thì ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là cái đoàn của Nguyễn Xuân Phúc có xin phép là mang súng, tức là được phép mang súng vào Đức. Đấy, thì bởi vì là thông thường khi mà xin phép mang súng thì chỉ đối với những quốc gia mà họ không đảm bảo được cái an toàn, an ninh cho cái đoàn này sang, thì như vậy mới xin phép mang súng. Thế nhưng mà cái lần đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc
cái đoàn Nguyễn Xuân Phúc là có xin phép mang súng ra. Thế thì vậy đặt câu hỏi, những cái người cán bộ an ninh đi kèm ông Phúc sau khi trong cái cuộc họp ở G20 cùng lúc đó, có lẽ họ đã đến Berlin để họ tìm chỗ ở của ông Trịnh Văn Thanh và họ trinh sát và họ tìm cách để chuẩn bị lập kế hoạch bắt cóc. Đấy, và súng thì họ cũng mang theo, thì đấy là rất nguy hiểm nếu mà súng lại được sử dụng ở ngay trên nước Đức, mang vào trên con đường mà cùng đoàn của thủ tướng, sau đó lại được sử dụng để đi bắt cóc, thì điều đấy là rất nguy hiểm và nghiêm trọng. Thì cái này là cảnh sát Đức và họ đã biết, và báo chí Đức cũng đã đăng là cái việc mà đoàn của ông Nguyễn Xuân Phúc đã mang súng vào Đức trong cái thời gian đó. Đấy, đấy. Mặc dù nước Đức họ rất cởi mở, họ rất thân thiện, họ rất tôn trọng Việt Nam, họ đã mời Việt Nam sang như thế rồi, thì mà trong khi đó Việt Nam lại sử dụng những cái hình thức vũ lực như vậy thì rất là nguy hiểm để bắt cóc một cái công dân của mình khi mà họ đang xin tị nạn, đăng ký tị nạn ở nước Đức. Đấy là ông Trịnh Xuân Thanh. Trong cái việc này thì tôi cũng xin giải thích thêm một chút về cái việc mà có một số người nói ông Trịnh Xuân Thanh là tham nhũng, là tội phạm thì phải bắt về. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu rằng thế này, chính vì cái truyền thông Việt Nam đã bưng bít thông tin, đã giấu thông tin và đã chặn những cái tờ báo ở nước ngoài, cho nên là các bạn không đọc được cái thông tin, các bạn không biết. Bởi vì là Việt Nam thì có pháp luật của Việt Nam, và cái pháp luật đó chỉ có giá trị ở trong lãnh thổ Việt Nam mà thôi. Thế còn khi mà sang những nước khác như Đức, như Mỹ, các nước châu Âu thì họ lại có là pháp luật của nước của họ. Thế như vậy là chúng ta phải tôn trọng cái pháp luật của nước của họ. Và khi đến những cái nước đó thì mọi cái điều làm cái gì mà cần phải xin phép thì những cái cơ quan pháp luật Việt Nam cần phải xin phép. Thì khi nước Đức chưa cho phép thì không thể tự đi bắt cóc công dân của mình, hoặc là đánh đập người ta, hoặc là làm cái dọa dẫm người ta, thì điều đấy là không được phép. Bởi vì đây là Cộng hòa Liên bang Đức, đây là lãnh thổ của nước Đức. Và cũng rất là may mắn khi mà cái lần bắt cóc đó, sau đó nước Đức họ có điều tra, họ biết được là cái đoàn xe bắt cóc đó đã bắt ông Trịnh Xuân Thanh từ một cái công viên cách đây không xa và đưa vào Sứ quán Việt Nam và ở đó 2 ngày. Rồi sau đó được đưa sang Cộng hòa Séc là Brno và sang Bratislava và bay về Việt Nam trên một chuyến máy bay mượn của chính phủ Slovakia. Đó là chiếc máy bay mà ông Tô Lâm đã mượn và trung chuyển qua transit qua Moscow. Đấy. Thì nếu mà trên đường autobahn, tức là đường cao tốc, cảnh sát Đức mà lúc đấy phát hiện ra thì có lẽ đấy là cái vụ bắn nhau, tức là chắc là họ sẽ bắn nhau luôn ở trên autobahn, đường cao tốc luôn, bởi vì là nước Đức không bao giờ cho phép như thế, đi bắt người như thế. Mà nếu mà người lại mật vụ Việt Nam mà lại mang cả vũ khí nữa thì quá là nguy hiểm, bởi vì là theo như là những cái camera ghi lại được thì có 2 chiếc xe, một chiếc đi trước do một sĩ quan liên lạc của Sứ quán Việt Nam dẫn đường và một chiếc đi sau là chiếc 7 chỗ ngồi. Thì nếu mà xảy ra đụng độ vũ khí bắn nhau ở ngoài đường cao tốc thì quả là tệ hại, bởi vì chắc chắn là Việt Nam sẽ không có cơ hội để bắn nhau lại với cảnh sát Đức, bởi vì họ ở đây họ có đầy đủ trang thiết bị. Thế còn cái việc mà bắt cóc như thế thì là rất nguy hiểm, và cho đến ngày hôm nay thì phía Việt Nam vẫn chưa đáp ứng những yêu cầu phía Đức về việc là trả lại nguyên hiện trạng, tức là yêu cầu trả lại ông Trịnh Xuân Thanh như trước để phía Đức làm các thủ tục pháp lý. Việc thứ hai là xin lỗi nước Đức thì phía Việt Nam vẫn chưa làm. Việc thứ ba là hứa không tái phạm thì phía Việt Nam cũng vẫn chưa làm. Thế thì chưa tái phạm, xin không tái phạm, chưa làm thì có nghĩa là bất cứ lúc nào thì nước Đức cũng phải đề phòng Việt Nam là có thể sang tiếp tục bắt cóc hoặc là tấn công cái công dân hoặc là những người khác đang sống ở Đức, thì điều đó rất tệ hại. Bởi vì thế, chính vì vậy mà hiện cho đến ngày hôm nay là cái hiệp định về miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam vẫn chưa được khôi phục lại. Thì tóm lại là tất cả các cán bộ ngoại giao của Việt Nam trước đây, trước vụ bắt cóc xảy ra thì họ có thể sang Đức, họ dùng hộ chiếu ngoại giao, họ vào Đức trong một số ngày nhất định và họ không phải xin visa. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi người, kể cả ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa qua sang Đức cũng đều, hoặc ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đều phải xin visa của Đức thì mới vào được. Đấy là cái điều thiệt thòi và một cái sự sỉ nhục đối với cả cái ngành ngoại giao của Việt Nam, đối với cái chính quyền, nhà cầm quyền của Việt Nam. Đấy, và cái sự thiệt thòi đối với người dân Việt Nam, hàng triệu người dân Việt Nam sẽ khó khăn hơn về vấn đề kinh doanh, làm ăn hai nước, đi lại hai nước, giữa hai nước, và cái hợp tác với Việt Nam nó cũng bị đình trệ một thời gian rất dài. Đấy. Thế thì ai, hôm nay sở dĩ tôi đứng ở đây, ở ngay cái trường Đại học Humboldt University này, tức là Đại học Humboldt University, cái trường nổi tiếng hàng đầu của Đức, được thành lập từ năm 1809 và nó nằm ở ngay trung tâm nước Đức luôn, ngay trong thủ đô nước Đức. Thì ở đây đã đào tạo ra rất nhiều những cán bộ an ninh cho ngành Việt Nam, cho Việt Nam. Đó là những sĩ quan cảnh sát, và một trong những người đó là đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa.
đây hình ảnh của đây là đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa. Và ông là một trong những người đã học tốt nghiệp ở trường đại học này. Đây là trường đại học Humboldt. Ông học khoa về khoa học hình sự và học và tốt nghiệp đại học ở đây. Thế thì sau khi tốt nghiệp đại học ở Đức này, ở cái trường này, thì ông ta đã về công tác tại Bộ Công an để làm việc ở đó một thời gian. Và sau đó ông chuyển sang, ông được cử sang Đại sứ quán của Việt Nam tại Berlin để công tác. Và cũng chính cái điều đó cũng thuận lợi cho ông, bởi vì ông ta đã từng học ở Đức và có cái biết tiếng Đức, thì đấy là cái rất thuận lợi. Thế nhưng mà không ngờ rằng, nước Đức cũng không ngờ rằng chính những con người này, những cái người được đào tạo, được Đức đào tạo, lại quay lại và gây ra vụ án cực kỳ nghiêm trọng hàng đầu châu Âu. Đó là vụ án bắt cóc người xảy ra vào ngày 23 tháng 7 2017, bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và chính những người này đã chỉ huy cái vụ bắt cóc đó, tức là lập phương án bắt cóc và chỉ huy vụ bắt cóc đó. Thì đấy là cái điều mà tôi đã gặp rất nhiều những cái cảnh sát điều tra Đức. Bởi vì với những cái người mà làm công tác truyền thông như tôi, thì tôi có thể gặp những cái những cơ quan của Đức, tư pháp, hành pháp, lập pháp, thì họ đã cũng đã có những cái tâm sự riêng. Họ nói rằng họ bất ngờ, họ rất bất ngờ vì những cái người mà được Đức đào tạo, được ăn học bổng của Đức, Đức cho tiền để đi học, học ở đây, trở thành con người biết tiếng, có nghề có nghiệp, về Việt Nam để hy vọng là về Việt Nam xây dựng đất nước. Nhưng mà cuối cùng họ lại quay lại và họ tổ chức để họ tấn công lại nước Đức. Thì đấy là cái điều mà những người thầy dạy những người này, họ cũng rất buồn. Bởi vì họ không ngờ rằng là những cái người học sinh của họ lại có những cái ngày như vậy. Những cái người mà đáng lẽ làm công tác là bảo vệ pháp luật, là công an, là tình báo, bảo vệ pháp luật, bảo vệ người dân, thì lại đem làm ngược lại, tức là vi phạm pháp luật, bắt cóc người dân. Đấy, và vi phạm nghiêm trọng cái hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Liên bang Đức, chính nơi mà đã đào tạo họ, đã nuôi nấng họ một thời gian rất dài. Và ngay cả những cái vị này hiện nay vẫn có những cái mối liên hệ với nước Đức, mặc dù và chính ông đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa này đã bị trục xuất, phía Đức trục xuất sau 48 tiếng. Thì những cái thông tin này ấy, thì các bạn chắc cũng không thể biết được, bởi vì là ở Việt Nam họ đâu có đăng. Báo chí Việt Nam, VTV4, VTV không đăng, Thông tấn xã không đăng, mà chỉ có thể biết được qua thời báo và một số cái trang báo của nước ngoài. Nhưng ở phía trong nước thì họ lại chặn mất. Thì đây là sự thật rất đau lòng mà nhiều người thật, bạn của những cái vị đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa này đã nói với tôi. Tức là họ là những người bạn học người Đức, hiện nay họ vẫn công tác ở trong ngành an ninh của Đức. Thì họ rất buồn và họ rất ngạc nhiên lại, tại sao lại để xảy ra, tại sao lại làm cái việc như thế. Thì đây là cái việc mà rất nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cả cái việc thế hệ lâu dài, là nước Đức mất lòng tin với những cái người du học sinh mà cuối cùng lại quay lại nước Đức để tấn công lại nước Đức bằng chính cái kiến thức mà nước Đức đã đào tạo, đã học, đã dạy họ học, đã nuôi họ. Đấy, thì đấy là cái điều rất tệ hại. Và hiện nay ông Nguyễn Đức Thoa vẫn đang làm việc ở Bộ Công an, và ông có con thì vẫn đang du học tại Cộng hòa Liên bang Đức, và người con đó chắc có lẽ cũng không muốn về Việt Nam và sẽ ở lại nước Đức. Thì điều này cũng là một cái nỗi buồn, chắc là sẽ rất buồn đối với ông Nguyễn Đức Thoa và con và cháu ông khi biết cái điều này. Bởi vì ông ta đã bị cấp trên ra lệnh, cụ thể là ông Tô Lâm, ông Đường Minh Hưng trực tiếp chỉ đạo để bắt cóc vụ án này. Thì những cái người này sau này lịch sử sẽ ghi lại và sẽ phán xét, và chắc chắn họ sẽ phải chịu những cái hình phạt về mặt pháp luật, về mặt pháp lý, cũng như về mặt lương tâm, khi mà họ đã được nước Đức đào tạo ở ngay cái trường này, ở ngay trường Humboldt này, thì bây giờ họ lại quay lại tấn công nước Đức. Thì đấy là cái điều rất nguy hiểm. Và những cái người bạn của những người này ở đây, tức là người Việt Nam, Việt Kiều ở đây, họ cũng rất ngạc nhiên và sợ hãi. Bởi vì họ cũng nói với tôi rằng là nếu mà chẳng khi mà ông Tô Lâm, ông Đường Minh Hưng ra lệnh, thì những cán bộ sĩ quan tình báo này của Việt Nam, công an này của Việt Nam, công tác trong Tòa đại sứ Việt Nam, hoặc những cán bộ của Tòa đại sứ Việt Nam, có thể bất cứ lúc nào họ có thể làm những cái hành động xấu, như là có thể ám sát, hoặc là giết chết, hoặc cung cấp thông tin của những bản thân những người bạn này ở đây cho phía Việt Nam. Bởi vì họ được lệnh thì họ phải làm. Đang từ, tức là cái việc mà bạn bè và tiếp xúc với những người này thì hết sức cẩn thận. Đấy là những cái người mà đang quen, những cái người này đã nói lại. Bởi vì là không biết lúc nào họ sẽ thực hiện cái ý đồ, cái mệnh lệnh của những cái người
cấp trên như ông Đường Minh Hưng của ông Tô Lâm để có thể ám sát hoặc là giết hại hoặc là làm những cái việc xấu đối với cả những người bạn của họ ở đây. Bởi vì ngay cả những nước Đức khi nuôi họ, dạy họ, họ cũng quay lại, họ phản lại nước Đức và họ hành động, có những cái hành động mà nghiêm trọng như vậy. Đấy là người thứ nhất. Và người thứ hai mà cũng ở đây, học ở trường đại học Humboldt Universität ở Berlin, đó là Đại tá Lê Thanh Hải. Vâng, đây hình ảnh Đại tá Lê Thanh Hải. Đây hình ảnh Đại tá Lê Thanh Hải là một trong những người cũng được Đức đào tạo. Đây các bạn xem. Đức đào tạo và dạy. Đây hình Đại tá Lê Thanh Hải. Đấy, các bạn nhìn rất rõ đúng không ạ? Đấy. Ông cũng được phía Đức đào tạo, dạy ở trong trường này, trong trường đại học ở Humboldt này. Và sau đó ông về Việt Nam công tác và cũng được cử sang Đức để làm công tác sĩ quan liên lạc. Ông được cấp bậc đại tá sĩ quan liên lạc, tức là có những cái vấn đề liên lạc với cả cảnh sát Đức thì ông là một người đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam. Nhưng trong phiên tòa xử thì bản thân ông Lê Thanh Hải cũng lại đã bị những cái người sĩ quan Đức và những cái nhân chứng khai rằng là ông ta chính là một trong những người đã lái xe để thực hiện cái việc bắt cóc đó, tức là đưa cái ông Trịnh Xuân Thanh từ Đại sứ quán ở Berlin sang Séc, thì ông ta là cái người dẫn đường. Và đây là cái việc mà cũng rất nghiêm trọng khi nước Đức đào tạo như ông Lê Thanh Hải về công tác và ông ta sang Đức tiếp tục làm việc cho Đại sứ quán Việt Nam và lại tiếp tục gây án tại nước Đức luôn. Tức là những người thầy, những người bạn của ông Hải cũng rất buồn và họ cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ khi mà những cái người như vậy lại có cái hành động ngược lại với cả luân thường đạo lý, đó là việc phản lại cái nước Đức, phản lại những người thầy đã dạy họ bên này, phản lại nhân dân Việt Nam, phản lại cái lẽ phải mà họ bất chấp tất cả để họ thực hiện cái mệnh lệnh của ông Tô Lâm và ông Đường Minh Hưng để bắt cóc người công dân Việt Nam tại Đức và gây ra hậu quả thảm khốc cho Việt Nam. Đấy là cái việc mà những cái người này đã bị, khi họ sống dưới chế độ của Đảng Cộng sản, khi họ bị nhồi nhét vào trong đầu những cái thứ chủ nghĩa vô hồn thì họ thực hiện những cái việc cũng vô nhân như vậy. Thì đấy là các bạn cũng lưu tâm. Và đây là cái hình ảnh của ông Lê Thanh Hải đang nhậu, tức là đang ăn nhậu với cả rất nhiều kiều bào Việt Nam ở Đức. Và những người kiều bào Việt Nam ở Đức này bây giờ cũng đã tâm sự với tôi rằng họ rất bất ngờ và họ cũng sợ hãi khi không muốn quan hệ với cả các cán bộ sứ quán Việt Nam nữa, bởi vì không biết lúc nào bản thân họ, gia đình họ cũng sẽ lại bị những cái người này phản động, phản bội lại như vậy. Đấy, đây là Đại tá Lê Thanh Hải, sĩ quan liên lạc, một trong những người được đào tạo ở trường đại học này. Đấy. Thì đấy là cái điều đấy. Và trong sứ quán Việt Nam thì trong thời gian đó cũng rất nhiều những cái người khác nhau đã tham gia vào cái vụ bắt cóc đó. Và không phải chỉ có sĩ quan liên lạc, không phải có đại diện tình báo, không phải chỉ có những cái người dư luận viên, tức là những người tiếp tay ở bên ngoài ủng hộ cho cái việc bắt cóc đó. Đấy thì cũng rất nhiều, và còn có những cái cán bộ ngành ngoại giao cũng có tham gia vào việc bắt cóc này. Đấy thì đấy là cái việc mà hiện nay là chính cái tờ, cái bản tin của VTV4 do bà Tào Thanh Xuân, trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài truyền Việt Nam đã đưa ra cái bản tin đó, để có lẽ rằng là mong rằng thời báo sẽ tiếp tục đăng tin về cái vụ bắt cóc này, để có lẽ có lợi, nó sẽ có lợi cho nhiều người nhưng mà có hại cho một số người đang muốn giấu giếm, đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là cái người mà dẫn đầu cái đoàn công tác sang G20 lúc đó. Đó là ông Tô Lâm, hiện nay là lên là Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm trước đây chỉ là Thượng tướng thôi, nhưng mà sau vụ bắt cóc này thì ông ta đã được ông Nguyễn Phú Trọng là nâng lên một sao nữa thành Đại tướng. Và nhưng mà Đại tướng bắt cóc thì cũng không vui vẻ gì. Và các bạn hãy nhìn cái khuôn mặt của ông Tô Lâm khi Liên minh châu Âu ký cái Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, thì ông Tô Lâm cúi gằm mặt. Bởi vì họ biết rằng châu Âu biết, hoàn toàn biết là ông Tô Lâm là cái người chủ mưu, để cùng một trong những người chủ mưu. Đấy. Còn nhân mệnh lệnh của ai thì theo như trong tòa họ nói là cái này là để theo yêu cầu của ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy, để bắt cóc. Thì đây là hiện nay bà Tào Thanh Xuân đang lôi ra cái việc này để tiếp tục mong thời báo tiếp tục đưa tin. Đấy. Cho nên là bà mới đưa ra cái việc mà cái bài báo của tờ Thời báo lúc đó. Và cái người tiếp theo mà các bạn cũng
chúng tôi cũng xin gửi đến hình ảnh. Đây là bà người tiếp theo trong cái vụ án bắt cóc đó, là tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Lê Thị Thu. Đây là bà Lê Thị Thu, một trong những cái người mà cũng được sang, được cử sang Đức để làm công tác ngoại giao. Và bà Lê Thị Thu này thì có bị trước tòa thì nhân chứng đã khai là bà Lê Thị Thu chính là cái người đã ký cái giấy để lấy đồ quần áo của cô Phương ở khách sạn Sheraton. Khi mà bắt cóc xong thì họ đi ra đến đấy là lấy quần áo, thì bà Lê Thị Thu đã ký giấy đó để đến lấy, tức là thay mặt đại sứ quán để đến, có người đến lấy đó, bà Thu. Thì bà Thu đã cũng là cái người mà của Bộ Ngoại giao nhưng lại tiếp tay cho việc bắt cóc đó bằng cách là ký giấy để đi lấy quần áo, tẩu tán những cái bằng chứng đấy. Thì là bà, đây là hình ảnh bà Lê Thị Thu. Thì hiện nay bà Thu cũng vẫn đang ở Việt Nam và thời gian gần đây thì gần như mất tích, không biết là bà ta được cử đi công tác ở đâu. Thì tất cả những cái người mà liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì gần như là vắng mặt hết hiện nay ở trong nước, mà không thấy hình ảnh hiện lên nữa, mà chỉ còn thấy ông Tô Lâm thỉnh thoảng đi lại, và ông ta được lên một sao. Thế còn những người khác thì bị trục xuất hoặc là bị cấm không được vào nước Đức nữa. Thì đấy là cái điều mà thiệt thòi cho bản thân những cái người như thế này. Đây là bà Lê Thị Thu đấy, cái người mà ký giấy để đi lấy quần áo cho cô Đỗ Thị Minh Phương đấy, của bà ta công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đấy, cũng là một cái vai trò quan trọng trong cái việc đó. Đấy là Bộ Ngoại giao, đây người của Bộ Ngoại giao đấy. Đấy, bà Lê Thị Thu. Và bà Thu này ấy, thì đây cái ảnh các bạn nhìn thấy là cái kênh đào ấy, tức là cái hình ảnh chụp ở trong một cái khu vực đấy là khu vực mà ở trong một cái nơi mà Việt Nam đã tổ chức cái Tết, đón Tết ấy. Thì khi mà đến những cái chỗ đó ấy, thì những cái cán bộ sứ quán Việt Nam này ấy, họ luôn nói rằng là làm công, các bạn là công dân Việt Nam nhưng sống ở nước Đức thì các bạn phải tôn trọng cái hiến pháp, pháp luật nước Đức và thực thi điều đó. Thế nhưng mà họ đã làm ngược lại, tức là họ đã ký giấy, họ đã tiếp tay bắt cóc, họ đã làm mọi chuyện một, tức là họ nói một đường và làm một nẻo đấy. Đấy là bà, đây là bà Lê Thị Thu, tức là họ vẫn đi vào các hội đoàn Việt Nam ở đây, họ lên họ phát biểu, họ yêu cầu kiều bào phải thực hiện hiến pháp, pháp luật, rồi là đủ thứ. Thế nhưng mà họ hoàn toàn ngược lại, tức là họ vi phạm pháp luật trắng trợn luôn bằng cách là tiếp tay để bắt cóc, để Bộ Công an sang để bắt cóc công dân trên lãnh thổ nước Đức. Thì đấy là cái điều rất tệ hại mà những cái người mà cán bộ không nên làm, và nếu mà đã làm thì đừng có nói. Đây là bà Lê Thị Thu đấy, chuyên đi giảng dạy đạo đức, giảng dạy cái sự tôn trọng hiến pháp, pháp luật Đức nhưng mà lại đi bắt cóc đấy, tiếp tay cho bắt cóc đấy. Còn một người nữa mà cũng nhiều người biết, đó là ông Lê Đức Trung. Đây hình ảnh ông Lê Đức Trung. Đây cũng là một ông này là trong làm việc trong sứ quán Việt Nam đấy, ông bí thư thứ nhất Lê Đức Trung, tức là làm việc trong sứ quán Việt Nam, và ông ta là cái người mà cũng thực hiện cái việc tham gia bắt cóc bằng hình thức là đi lấy đồ cho cô Đỗ Thị Minh Phương ở khách sạn. Thì ông này có biệt danh là Trung Béo đấy. Thế ông Trung Béo này thì sau khi bắt cóc xong thì ông ta cũng về nước sớm, nước Đức tất nhiên không trục xuất, nhưng mà những cái hồ sơ tên tuổi của ông ta đã ghi hết vào hồ sơ của nước Đức và châu Âu rồi. Thì đây là những cái người mà không được nước Đức và châu Âu hoan nghênh đấy, thì cũng là những cán bộ ngoại giao, cũng là những cái người công tác trong ngành, công tác đối ngoại trong ngành, nhưng mà lại thực hiện những cái việc mà bắt cóc, tham gia bắt cóc công dân của Việt Nam tại Đức. Đấy là Lê Đức Trung, Trung Béo đấy. Thì họ cũng luôn luôn giao giảng đạo đức, họ luôn luôn giao giảng hiến pháp, pháp luật Việt Nam, nhưng mà ông Lê Đức Trung đã lợi dụng, tức là phản bạn là sao. Cái việc lừa thầy thì chúng ta cũng vừa phân tích lúc nãy rồi, là cái người được học ở trường Humboldt thì họ đã lừa thầy, còn cái người phản bạn là ông ví dụ Lê Đức Trung này, Trung Béo, là ông ta đã dùng cái tình bạn, ông ta quen một người Việt kiều ở đây tên là ông Lê Kim Phong. Thế là ông ta nhờ ông Lê Kim Phong đi lấy quần áo, lấy đồ cho cái cô Đỗ Thị Minh Phương là cái người bị bắt cóc ở trong khách sạn Sheraton. Thế thì ông ta nói rằng ông ta không muốn lên, ông ta nhờ bạn ông lên lấy hộ. Thế ông Kim Phong thì ông không biết, ông ta đi đến lấy. Thế sau này thì khi mà vụ bắt cóc xảy ra thì ông Lê Kim Phong có ra khai trước tòa, nói là tôi không biết là vụ bắt cóc, và không biết là ông này ông nhờ đi lấy đồ cho cái người bị bắt cóc đó, chứ nếu mà biết thì ông không làm. Đấy, thì đấy là phản bạn, tức là chơi bạn. Ông Lê Kim Phong giúp rất nhiều người trong sứ quán, giúp cả ông Trung Béo này. Thế nhưng mà sau đó thì ông Trung Béo lại nhờ ông Lê Kim Phong lấy đồ, tức là tham gia vào quá trình bắt cóc. Đấy, thì đấy, điều đấy là rất nguy hiểm khi mà quan hệ với các cán bộ ngoại giao của tòa đại sứ, thì họ chỉ là nhiệm kỳ 3 năm thì họ sẵn sàng làm mọi điều, và họ lợi dụng cả những tình bạn
ngây thơ của nhiều người Việt Nam ở đây để làm cái việc của mình, để làm được cái việc của mình, đó là họ tham gia vào bắt cóc và đưa người Việt Nam định cư ở đây vào những việc bắt cóc đó là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Đấy, vâng. Thì các bạn vừa xem những cái thông tin mà tôi cung cấp cho các bạn, chắc là cũng khá nhiều chi tiết về cái việc mà chúng tôi phát live trực tiếp ngày hôm nay ở trước Đại học Humboldt University Berlin. Đấy, thì đây là cái trường rất nổi tiếng, được thành lập từ năm 1809 và nơi đây đã đào tạo ra những cái cán bộ tình báo của Việt Nam, cán bộ sĩ quan liên lạc, sĩ quan cảnh sát của Việt Nam, và chính những người sĩ quan cảnh sát đó, chính những người cán bộ đó thì lại quay trở lại nước Đức công tác, và họ đã lại dùng những kiến thức của chính phủ Đức, của nước Đức đào tạo họ, những người thầy ở đây những người thầy ở đây đào tạo họ để họ tấn công lại nước Đức. Thì đấy là cái sự mà gian trá, đấy là cái sự mất đạo đức một cách nghiêm trọng của những cái người sống dưới cái chế độ mà do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bởi vì họ phải thực hiện cái điều, những cái lệnh, mệnh lệnh do ông Tô Lâm đưa xuống, do Đường Minh Hưng đưa ra, và không phải nói được, không thể chối cãi được. Thế thì bây giờ nếu mà kết bạn với những người trong sứ quán Việt Nam thì rất nguy hiểm ở chỗ là bất cứ lúc nào họ cũng có thể tấn công và họ ám sát hoặc làm tất cả những việc khác đối với cả những người mà có quan hệ với họ. Bởi vì bắt cóc họ còn đi bắt cóc được. Nước Đức họ còn quay lại, họ còn gây án ở nước Đức, nơi mà chính đã dạy họ, nơi con cái họ hiện nay vẫn đang học ở đây. Nước Đức vẫn cho ở lại học mặc dù họ trục xuất. Họ trục xuất những cái cán bộ này. Đấy. Đấy, nhưng mà họ, nước Đức cũng rất nhân đạo. Họ không làm những cái việc mà khác. Đấy, ví dụ như là ông, như hiện nay là ông Nguyễn Đức Thoa, đại tá tình báo này đây. Thì con ông Nguyễn Đức Thoa hiện nay vẫn được nước Đức cho ở lại học. Đấy, nhưng mà vợ ông thì tất nhiên là khi nước Đức trục xuất ông này sau 48 tiếng luôn, sau khi bắt cóc 48 tiếng họ trục xuất ngay lập tức, 48 tiếng phải rời khỏi nước Đức, nhưng mà họ vẫn cho con cái những người này ở lại học. Đấy là cái nhân đạo của nước Đức. Đấy là cái điều mà những cái người sĩ quan công an này họ phải nên suy nghĩ. Và ngay cả bây giờ họ ở Hà Nội, ở Việt Nam, họ đang ngồi, có thể họ đang xem cái video của tôi, họ cũng nên suy nghĩ. Họ không nên phục vụ một cái chế độ như vậy nữa. Họ nên tìm một cái nghề khác, hoặc nếu có làm thì đừng làm những việc bất đạo đức như vậy nữa. Và họ có thể từ chối những mệnh lệnh mà đem lại những cái hậu quả quá xấu như thế này, và đem lại cái thất vọng rất lớn cho những người thầy đã dạy họ ở đây, những người bạn của họ ở đây, và những người hiện nay đang giúp con cái họ học ở nước Đức, vẫn tiếp tục học ở nước Đức. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải biết, cần phải chia sẻ để cho những cái cán bộ khác, những cái người khác đừng có ác với dân, đừng có bắt dân đánh dân, và lịch sử sẽ xét lại cái việc này, và những lương tâm những người này chắc chắn cũng sẽ không hay ho gì, không tốt đẹp gì. Từ giờ lúc cuối đời họ sẽ phải ân hận cái việc đó, là mặc dù nước Đức rất nhân đạo như vậy nhưng mà họ đã đối xử rất tệ bạc với nước Đức, họ phản lại những người thầy của họ ở đây. Và điều đó là không thể chấp nhận được. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, từ trung tâm Berlin, trường đại học Humboldt University, nơi đã đào tạo hàng trăm cán bộ cho ngành công an Việt Nam. Nhưng mà qua cái chương trình này các bạn cũng đã thấy chúng ta cũng có những cái đau lòng là khi mà những sinh viên Việt Nam sang đây học thì không phải ai cũng có những cái thành quả tốt, nhưng mà họ đã phải thực hiện những cái mệnh lệnh, họ đã phải làm những cái việc mà trái với lương tâm và đạo đức của con người. Thì cái điều đấy hy vọng rằng trong thời gian tới, những cái người sau khi xem chương trình này, sau khi các bạn chia sẻ cho nhiều người biết, thì họ sẽ có những cái thái độ họ để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước tốt hơn nữa. Vâng, cảm ơn các bạn, và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn nhớ bấm theo dõi Thời báo .de, Facebook Thời báo .de, theo dõi Facebook Lê Trung Khoa và YouTube của Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất hàng ngày, để chúng tôi cung cấp cái sự thật đến cho người dân trong và ngoài nước, cũng như là những cái lãnh đạo trong nước biết sự thật. Thì như vậy thì các vị mới có thể giúp Việt Nam, phục vụ đất nước Việt Nam, phục vụ dân dân Việt Nam một cách tốt hơn nữa. Chào các bạn.